Hôm nay trước ban thờ, anh đoan nguyện trọn đời bên em. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bệnh hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên em, để yêu thương, để kính trọng em mỗi ngày trong đời anh. Hôm nay trước ban thờ, em đoan nguyện trọn đời bên anh. Khi thịnh vượng hay lúc gian nan, khi bình hoạn hay lúc bình an, hứa muôn đời luôn gần bên anh, để yêu thương, để kính trọng anh mỗi ngày trong đời em. Từng giây phút có nhau trong đời, niềm vui phơi phới, phong ân tuyệt vời bên người như mùa xuân mới. Niềm hạnh phúc chân an mãi không hề vơ. Chiếc nhẫn này giờ nên nhân chứng, ân tình này dâng hết cho em, con đường này vui bước cùng em. Dẫu thế giới xoay vần chuyển chuyển, hứa yêu em không chút đổi thay, tháng ngày trong đời anh. Phơi phới phúc ân tuyệt vời bên người như mùa xuân mới, cùng bên nhau sống vui ngày mới, tin yêu muôn đời, niềm hạnh phúc chân ân mãi không hề vơi, niềm hạnh phúc chân thank you.
Như Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh Giuse Nguyễn Hoàng Nam và chị Anna Lê Thị Hiên rất thân mến. Hội Thánh chia vui và mở rộng lòng đón tiếp các con, cùng với thân quyến bạn bè trong ngày các con cùng nhau thiết lập cuộc sống chung trọn đời. Trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta, xin Chúa nhận lời các con trong ngày vui này và ban ơn trợ giúp bởi trời, bênh vực các con, cho các con được như lòng mong ước và thực hiện mọi điều các con khẩn cầu. Và chúng ta, những người họ hàng thân thích cùng cộng đoàn, chia vui và hiệp dâng lời cầu nguyện để nâng đỡ đôi bạn trẻ này trong ngày họ quyết định lập giao ước hôn phối với nhau. Ngang qua lời cầu nguyện của chúng ta, xin Chúa ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chính Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự về nêu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Đi lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Christ, chỉ có Chúa là Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và đoái thương tuôn đổ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây là anh Giuse Nguyễn Hoàng Nam và chị Anna Lê Thị Hiên, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình yêu thương nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người đang sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sáng thế. Chúa là Thiên Chúa phán, con người ở một mình không tốt, ta sẽ làm cho nó một trợ tá tương xứng với nó. Vậy Chúa là Thiên Chúa lấy bùn đất tạo ra mọi thú vật ngoài đồng và chim bay trên trời, đoạn dẫn chúng đến Adam để xem ông gọi chúng là gì. Adam gọi sinh vật là thế nào thì đó là tên đó.
Adam đã đặt tên cho một súc vật, mọi chim trời, mọi thứ vật ngoài đồng, nhưng Adam không tìm được một trợ tá tương xứng với mình. Vậy Chúa là Thiên Chúa Adam ngủ mê, khi ông đang ngủ, Chúa lấy một xương sườn của ông rồi đắp thịt lại. Từ xương sườn mà Chúa lấy từ Adam, Ngài làm cho ra người đàn bà đoạn dẫn để nàng đến cùng Adam. Adam nói, nàng người xưng tượng xương từ xương tôi và thịt lấy từ thịt tôi, nàng sẽ được là đàn bà vì được lấy ra từ đàn ông. Vì mẹ đó, người nam lìa cha mẹ mình để gắn bó với vợ mình, và hai người sẽ thành một thân xác. Đó là lời Chúa. Trích thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, là những người vợ, chị em hãy phục tùng chồng mình, để nếu có ai không tin vào lời thì nhớ cách ăn nết của những người vợ, chứ không cần lời nói mà họ được chinh phục bởi xem xét cách ăn nết ở trong sạch với lòng kính sợ của chị em. Chị em đừng lo trang sức bên ngoài như bện tóc, đeo vòng vàng hoặc trưng diện y phục quý giá, nhưng hãy là con người nội tâm với đồ trang sức không hư lát, với tâm hồn hiền lành và thanh thản. Đó là điều quý giá trước mặt Thiên Chúa. Thật vậy, xưa kia các phụ nữ lành thánh, những người tin cậy vào Chúa đều trang điểm như thế, và họ tùng phục chồng mình như bà Sara đã vâng phục ông Abraham khi gọi ông là ông chủ. Chị em là con cái của bà, khi chị em làm việc thiện mà không sợ bất cứ đe dọa nào. Cũng thế là những người chồng, khi sống chung với vợ, anh em phải biết các bà là những người thuộc phái yếu, nên hãy tôn trọng vợ mình như những người chồng, như những người đồng hưởng ân ban sự sống, để lời cầu nguyện của anh em không bị ngăn trở. Sau cùng, tất cả mọi người hãy đồng tâm nhất trí, thông cảm với nhau, yêu thương nhau như anh em, có lòng xót thương và khiêm nhường. Đừng lấy ác bác ác, đừng lấy ác bác ác, đừng lấy nguyền rủa đáp lại nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc lành vì anh em được mời gọi đến hạnh phúc lành làm gia nghiệp.
Đó là lời Chúa. Cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: không phải tất cả những ai nói với Thầy, lạy Chúa là được vào nước trời, nhưng là người thực hiện ý Cha Thầy đứng ngự trên trời. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem ra thực hành thì giống như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa đổ, sông tràn, gió bão nổi lên và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập vì được xây trên nền đá. Và những ai nghe lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành thì giống như người dại khờ xây nhà mình trên cát. Khi mưa đổ, sông tràn, gió bão nổi lên và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và đổ nát tan tành. Khi Chúa Giêsu đã nói xong những lời trên, đám đông dân chúng khinh kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy như đấng có uy quyền chứ không như luật sĩ của họ. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, ngày nay kinh tế phát triển mạnh, người ta làm ăn khấm khá hơn, có của ăn của để. Và vì ngày nay kinh tế phát triển mạnh, thế nên người ta tích lũy và đua nhau làm nhà. Bởi vì các cụ vẫn có câu: có an cư thì mới lập nghiệp. Ngày nay xây dựng được một ngôi nhà thì dễ, bởi vì có sẵn vật liệu, chứ không như là thời xưa rất là khó khăn. Nếu như tính mà xây một ngôi nhà tầng thì phải tính mấy năm, một năm mua sắt, một năm mua cát, năm mua đá, vân vân. Và muốn làm một ngôi nhà thì phải chuẩn bị như vậy. Vì thế người ta mới nói tậu trâu lấy vợ làm nhà, trong ba việc ấy thật là khó thay. Việc xây dựng mái ấm gia đình cũng quan trọng và khó khăn như xây một ngôi nhà. Vì nhiều khi người ta đã xây nhà ngay trên mặt đất, nên việc xây dựng một gia đình còn quan trọng hơn rất là nhiều. Muốn xây dựng một gia đình Kitô giáo theo một mô hình mà giáo hội đã chỉ vẽ ra qua các văn kiện của tòa thánh, qua các giáo huấn của giáo quyền, thì cần phải tìm học trước một cách sâu rộng trước khi lập gia đình. Vì thế mà giáo hội yêu cầu tất cả những ai bước vào cuộc sống gia đình là phải học giáo lý về hôn nhân, về đạo. Học giáo lý về hôn nhân, về đạo là để cho đôi bạn trẻ có thời gian suy nghĩ để chuẩn bị cho cuộc sống, như chúng ta vẫn nói là cuộc sống trăm năm. Vì thế không phải xây nhà thế nào cũng được, nhưng phải theo nguyên tắc của việc thiết kế. Một căn nhà cần phải được bố trí thế nào cho nó hợp tình hợp lý để tạo nên vẻ đẹp hài hòa và tiện dụng,
không để cho người ta dị nghị, nói này nói kia, chê cười. Ví dụ xây một ngôi nhà mà để cho khói bếp bốc lên trên nhà thì làm cho người ta nghẹt thở. Người ta phải có những cái máy hút, hút mùi, hút khói, vân vân. Căn nhà thì cũng phải làm theo hướng, như hồi xưa các cụ vẫn nói, nhà hướng nam là hướng đẹp nhất, hướng mát. Tuy nhiên thì thời nay thì bây giờ thì đất cát nó trật, hướng nào cũng được, miễn làm sao là có ngõ đi lại. Vì thế mà trong cái ngôi nhà, vật chất mình xây cần phải có bản thiết kế, có những cái nguyên tắc. Thì khi xây ngôi nhà hạnh phúc cũng vậy, cần phải có một cái sự chuẩn bị, cần phải có một cái sự bàn hỏi, và cần phải có những nguyên tắc của nó. Vì thế mà các cụ vẫn nói là lấy vợ đàn bà làm nhà thì hướng nam. Một kinh nghiệm làm nhà quay hướng nam thì mùa hè hứng gió mát, mùa đông thì không có bị lạnh. Lấy vợ thì dĩ nhiên là lấy người đàn bà, làm nhà thì lý nhiên là phải trông về hướng nam. Thế nhưng câu lấy vợ đàn bà là người ta có ý khuyên, lấy vợ thì lấy vợ người thật hiền hòa, nhu mì duyên dáng. Vì có người đàn bà lại có tướng và có tính tình như là đàn ông. Vì thế trước khi kết hôn phải nghiên cứu, phải tìm hiểu đối tượng theo những nguyên tắc đã được học trong giáo lý của hôn nhân. Vì thế mới có cái thời gian chuẩn bị rõ ràng, chứ không phải là tình yêu sét đánh. Ngày nay nhiều các đôi bạn trẻ yêu nhau qua mạng, chưa nhìn thấy nhau, chỉ có ngang qua tin nhắn, ngang qua hình ảnh bị nó lu mờ đi, chát phấn bôi son thì không nhận biết được. Thế nhưng vẫn các cụ vẫn nói rồi, nhìn xa cứ tưởng nàng kiều, đến gần mới hóa là người yêu của Chí Phèo. Vì thế là có nhiều người cứ ngang qua một chút, không nào nghe chuyện chia sẻ với mấy bạn trẻ, con qua nghe qua bạn quen ở đâu, còn quen qua mạng, nhắn tin, con thấy hợp, thế nói chuyện, đầu tiên là bạn bè, rồi dần là anh em, rồi hỏi tiến tới và để tìm hiểu nhau, rồi dẫn về nhà nhau, nó rất là đơn giản, nó không có một cái suy nghĩ chín chắn, rất là kiểu bồng bột tuổi trẻ ngày hôm nay. Vì thế phải suy nghĩ đắn đo trước khi đi đến quyết định. Khi đã thành lập được một gia đình thì người ta phải cố gắng sống theo cái sự sắp xếp bình thường để mọi thành phần làm đúng cái nhiệm vụ phận vụ của mình. Người vợ, người chồng, người cha, người mẹ, rồi sau này người con cái nữa. Và trong khi về nhà thì nói rồi, công việc xây nhà thì cần phải có nhiều người, mỗi người một việc, tùy khả năng chuyên môn. Không phải ai cũng có thể làm được công việc của mọi người cả. Xây dựng một gia đình là công việc của mọi thành phần trong gia đình. Lúc đầu thì chỉ có hai vợ chồng xây dựng nên thì mới có một ngôi nhà được bài trí đơn sơ. Thế nhưng rồi sau này con cái có nữa, thì phải là kể cả con cái cùng cộng tác nữa. Như vậy có nghĩa là khi kết hôn, người ta chưa thể có cái hạnh phúc ngay lập tức được. Vì hạnh phúc không phải là cái gì nó có sẵn, nhưng cần phải có một cái sự đồng lòng của cả hai. Thiên Chúa cũng không ban ngay hạnh phúc cho con người, nhưng là một thứ hạnh phúc do hai người tạo nên. Đây là cái công việc chính yếu của vợ chồng, để làm cho ngôi nhà được đầm ấm, hạnh phúc. Và vì thế khi mà Thiên Chúa tạo dựng nên con người, Adam một mình cảm thấy không được hạnh phúc, cô đơn. Thế nên Thiên Chúa đã phải dựng nên một người nữ. Và vì có một người nữ thì ông mới thốt lên, Đây thật bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Và vì thế hai người đã trở nên một. Đấy mới là hạnh phúc. Xây dựng một ngôi nhà thì dễ, nhưng muốn biến ngôi nhà thành một tổ ấm thì rất là khó. Nếu người ta nói đàn bà xây tổ ấm là có ý nói lên sự quan trọng của người vợ,
trong việc tạo lập hạnh phúc gia đình. Không phải người chồng không quan trọng, nhưng nhấn mạnh đến vai trò của người vợ, vì người vợ thường được gọi là nội tướng. Hay chúng ta vẫn có thể ví gia đình là một xí nghiệp mà người chồng làm giám đốc, còn người vợ làm quản lý. Vai trò người quản lý rất là quan trọng, vì người giám đốc chỉ điều khiển tổng quát, còn người quản lý là điều khiển nội bộ, phải quán xuyến mọi việc cũng như là các việc trong gia đình. Nếu người giám đốc là người chồng kiếm được một người quản lý tài giỏi là người vợ, tức là biết trung thành, thì xí nghiệp sẽ phát triển. Ngược lại, nếu người giám đốc dùng phải một người quản lý tồi tệ, bất trung, thì xí nghiệp đó có thể đi đến chỗ phá sản. Qua cái hình ảnh đó để nói lên cái tương quan giữa người chồng và người vợ, và nhất là nói đến cái vai trò của người vợ trong gia đình. Vì thế người ta vẫn nói vào trong bếp biết ngay nết của đàn bà, vào bếp thì biết người đàn bà có trung hậu đảm đang hay không. Vì bếp mà rách, bếp mà sạch sẽ, ngăn nắp thì biết đây là người vợ biết lo cho gia đình. Còn ngược lại, bếp núc mà bất trật tự, lộn xộn, bẩn thỉu thì biết ngay là người vợ ít quan tâm đến cái việc ăn uống nội trợ trong gia đình. Do vậy người ta vẫn có thể nói hạnh phúc gia đình phần lớn là do người vợ tạo ra. Ta hãy nghe một số danh nhân ca tụng các bà như thế này: nếu anh tìm thấy một gia đình hạnh phúc, anh nên tin rằng ở đó có một người đàn bà biết quên mình. Còn bí quyết hạnh phúc của đàn bà là tìm cái vui trong bổn phận làm vợ, làm mẹ. Công lao của người đàn bà là tề gia nội trợ, làm thế nào cho chồng được vui sướng. Và cuối cùng, khi chúng ta xây ngôi nhà thật to thì đương nhiên là phải có người ở. Mục đích của xây ngôi nhà là để ở. Xây dựng ngôi nhà mà để bỏ hoang thì đấy là cả một sự vô lý, như thành nhà ma. Nếu vì một lý do nào đó mà ngôi nhà bị bỏ trống không có người ở thì thật là hoang phí. Giá trị của một ngôi nhà chính là được con người cư ngụ. Một mái nhà tranh nhưng đầy tiếng cười, tiếng khóc của trẻ thơ vẫn đầm ấm hơn một dinh thự bỏ trống. Chúng ta có thể xác quyến rằng sự sinh sống, sự hiện diện, cư ngụ của con người trong ngôi nhà đã gìn giữ và bảo trì nó khỏi hư nát. Như một ngôi nhà mà không có người ở, nó lạnh lẽo, nó bị chóng hỏng, mở cửa ra, mở cửa vào, có hơi người thì nó khác ngay. Nhưng một khi con người bỏ đi, căn nhà sẽ trở nên tồi tàn. Thì cũng thế, đời sống của gia đình là một ngôi nhà được mọi người cùng trú ngụ. Nhưng cư ngụ ở đây không có nghĩa là chất chứa những vật dụng lỉnh kỉnh. Sự đầm ấm của một ngôi nhà là tùy thuộc ở sự sắp đặt bài trí của ngôi nhà, tránh cho lộn xộn, cái đấy là thuộc về cái khả năng thẩm mỹ. Nhưng quan trọng là mọi người cùng ở chung được cái ngôi nhà đó, và về nhà đó cảm thấy rất là ấm. Đời sống gia đình có thể là một con nhà đầy ắp nhưng lại thiếu trật tự, ngăn nắp, thiếu sự hiện diện linh động của nhiều người thì căn nhà đó sẽ trở nên lạnh lẽo. Và như vậy, cái ngôi nhà hạnh phúc là ngôi nhà có hai vợ chồng, đời sau đó rồi có những đứa con nữa, là hoa trái của tình yêu. Khi vợ chồng con cái sum họp bên nhau thì lúc đó ngôi nhà luôn luôn ấm hơi của con người. Và ngôi nhà là phải ấm. Người ta vẫn nói ai cũng muốn có một mái ấm gia đình. Căn nhà dù sang trọng đến mấy đi nữa chỉ là căn nhà lạnh lẽo, hoang dại nếu như không có hơi ấm của tình người, tình yêu ở trong đó. Như vậy, trong căn nhà mà có trên thuận dưới hòa, vợ chồng biết yêu thương nhau, nhường nhịn nhau, thì chắc chắn đó chính là mái ấm gia đình. Và mái ấm gia đình đó chính là điều mà ai ai cũng mong ước. Hôm nay mọi người quy tụ trong ngôi nhà thờ đây để cầu chúc cho hai con Nam và Hiên đang bước tới xây dựng cuộc sống gia đình, cũng mong muốn cho hai con được mái ấm gia đình giống như là gia đình thánh gia năm xưa.
Và mái ấm gia đình chỉ có thể có được khi mà hai người cùng nhau xây đắp, cùng nhau yêu thương, giống như là Thánh Giuse chăm chỉ làm việc, biết hy sinh, biết quên mình, nhất là quên đi cái tôi của mình. Rồi Đức Mẹ Maria cũng vậy, Chúa Giêsu biết vâng lời. Đó là lúc tất cả cùng gia đình đang xây dựng một mái ấm gia đình. Vì thế dù nhà to, nhà nhỏ không quan trọng, miễn là có ngôi nhà để che nắng che mưa, cái điều quan trọng đó chính là nhà lúc nào cũng có được hơi ấm, hơi ấm của người vợ, người chồng, người con cái. Và như vậy khi người cha, người mẹ, đôi bên gia đình nội ngoại đến cảm thấy rất là hạnh phúc, bởi vì lúc nào cũng có cái niềm vui, lúc nào cũng có cái tiếng cười, tạo nên một cái từ rất là thân thương, đó chính là thông gia giữa gia đình nhà nội, nhà ngoại đi lại bởi cái nối cầu kết, đó chính là Nam và Hiên ngày hôm nay. Nguyện chúc cho hai con luôn luôn được ơn Chúa soi dẫn, và nhất là hãy giữ vững, giữ trung thành với lời thề hứa cam kết mà các con chuẩn bị kết ước với nhau đây, để cho cuộc sống của gia đình các con được trở nên mái ấm gia đình theo nghĩa Kitô giáo thực sự. Amen. Giuse Nguyễn Hoàng Nam và Maria Lê Thị Hiên, các con rất thân mến. Các con cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh. Trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn, Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính Người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, cha hỏi các con về ý định của các con. Giuse Nguyễn Hoàng Nam và Maria Lê Thị Hiên, các con đến đây để kết hôn với nhau, các con có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Các con có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, các con có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Các con có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì các con đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, các con hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của các con trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Giuse Nguyễn Hoàng Nam, nhận em Maria Lê Thị Hiên làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Lê Thị Hiên, nhận anh Giuse Nguyễn Hoàng Nam là chồng của em và hứa giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận của các con vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con. Sự thì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Ta xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc ngân nhẫn cưới này mà các con sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy. Em Maria Lê Thị Hiên xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của anh như anh cha của con. Anh Giuse Nguyễn Hà Nam xin anh nhận chiếc nhẫn này để làm dấu chỉ tình yêu và lòng trung thủy của em nhân danh cha và con và thánh thần.
Cộng đoàn một tràng vỗ tay thật mới để chúc mừng cho đôi vợ chồng ngày hôm nay. Rung quá. Quay giờ là cũng cảm ơn cộng đoàn một tràng vỗ tay nữa đã. Anh chị em thân mến, nhớ tới hồng ân đặc biệt của ân sủng và tình thương mà Thiên Chúa đã đoái thương kiện toàn và thánh hóa mối tình của anh chị chúng ta đây là anh Giuse Nguyễn Hoàng Nam và chị Maria Lê Thị Hiên. Chúng ta hãy ký thác những anh chị này cho Chúa. Vì hội thánh là hiến thê yêu quý của Chúa Kitô, chúng ta cùng cầu xin Chúa thánh hóa và gìn giữ hội thánh để hội thánh luôn trong trắng tinh tuyền, hầu xứng với sứ mạng của mình. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Vì yêu thương thế gian, Chúa Kitô đã đến chia sẻ cuộc sống với con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các dân tộc được vui sống trong tình bác ái, huynh đệ và nỗ lực thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời. Trong ngày thành hôn của hai anh chị Giuse Nam và Anna Hiên, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho anh chị luôn ý thức lời kết ước của mình để sống chung tín với Chúa và với nhau, hầu mang lại hạnh phúc an vui cho gia đình. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Gia đình là hội thánh tại gia, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong cộng đoàn chúng ta luôn biết yêu thương nhau, đồng thời chuyên cần cầu nguyện và góp phần làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái tông đồ. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ nhầm hân nhân hậu mà ban thánh thần tình yêu của Chúa xuống trên đôi tân hôn này để họ nên tâm đầu ý hợp, khiến không gì có thể gây sầu muộn cho những người Chúa đã ban dư tràn phúc lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương chấp nhận của lễ chúng con hân hoan dâng lên Chúa. Xin lấy tình phụ tử mà gìn giữ những người Chúa đã liên kết bằng giao ước bí tích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã dùng ách hòa thuận êm ái và mối dây bình an không thể tháo gỡ mà ràng buộc giao ước hôn nhân để sự phong phú trong trắng của đời sống vợ chồng làm tăng số các nghĩa tử Chúa. Lạy Chúa, do sự quan phòng và nhờ ân sủng bằng những cách thức hết sức kỳ diệu, Chúa định lề lối cho cả hai điều này là cho muôn vật được sinh sản để điểm tô thế giới và cho con người được tái sinh để làm cho hội thánh thêm đông số. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng ngầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Giuse chúng con và toàn thể hằng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Giuse Nguyễn Hoàng Nam và chị Maria Lê Thị Hiên mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại.
và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa nhân từ tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng giao ước thánh được hòa thuận thương yêu nhau mãi. Lạy Cha Chí Thánh, Cha đã tạo dựng con người giống hình ảnh Cha, cho họ có nam có nữ, để người nam và người nữ được liên kết nên một nơi thể xác cũng như trong tâm hồn, biết chu toàn trách nhiệm của mình nơi trần gian. Lạy Chúa, để mặc khải chương trình yêu thương của Chúa, Chúa đã muốn dùng tình yêu giữa vợ chồng mà diễn tả giao ước Chúa đã đoái thương ký kết với dân Chúa, để khi ý nghĩa của bí tích được thực hiện đầy đủ, thì mầu nhiệm kết hôn giữa Đức Kitô và Hội Thánh được tỏ bày trong đời sống hôn nhân của các tín hữu. Chúng con lại xin Chúa đoái thương giơ tay trên các tôi tớ Chúa đây là anh Giuse Nguyễn Hoàng Nam và chị Maria Lê Thị Hiên và tuôn đổ xuống tâm hồn họ sức mạnh của Thánh Thần. Lạy Chúa, xin cho anh chị biết trao đổi cho nhau những ân ban của tình yêu Chúa, trong khi anh chị cùng nhau chung sống bí tích vừa cử hành và khi bày tỏ cho nhau dấu chỉ sự hiện diện của Chúa, anh chị trở nên tâm đầu ý hợp. Lạy Chúa, xin cũng cho anh chị biết làm việc để nuôi sống gia đình anh chị gây dựng, biết giáo dục con cái theo tinh thần phúc âm, hầu chuẩn bị cho chúng được nhận vào gia đình của Chúa trên trời. Xin Chúa đoái thương ban tràn đầy phúc lành trên nữ tỳ Chúa đây là chị Maria Lê Thị Hiên, để khi chu toàn nghĩa vụ làm vợ làm mẹ, nàng biết dùng tình yêu trong sạch mà sưởi ấm gia đình, biết sống duyên dáng lịch thiệp mà làm đẹp gia phong. Lạy Chúa, xin cũng dùng phúc lành bởi trời mà chăm sóc tôi tớ Chúa đây là anh Giuse Nguyễn Hoàng Nam, để anh biết chu toàn cách xứng đáng nhiệm vụ người chồng trung thủy và người cha cẩn mẫn. Lạy Cha Chí Thánh, xin cho hai người đã kết hôn trước mặt Cha đang ao ước tiến đến bàn tiệc của Cha ngày kia được hân hoan dự tiệc thiên quốc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Amen. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chúa.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa. Yeah.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nài xin Chúa cho sức mạnh của bí tích đã lãnh nhận được gia tăng nơi các tôi tớ Chúa đây, và xin cho mọi người chúng con được hưởng hiệu quả của hiến lễ chúng con vừa dâng tiến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Hai con cúi đầu lại lãnh nhận phép lành. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha hằng hữu gìn giữ các con hòa thuận thương yêu nhau, để bình an của Đức Kitô ở cùng các con và mãi lưu lại trong nhà các con. Xin cho các con được hưởng phúc lành nơi con cái, được bạn bè nâng đỡ và thực sự hòa hợp với mọi người. Xin cho các con nên chứng nhân tình yêu của Chúa nơi thế gian, để những người đau khổ đói nghèo nhìn thấy các con nhân hậu, ngày kia sẽ biết ơn mà đón tiếp các con vào lâu đài vĩnh cửu của Chúa. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi. Một lần nữa chúng ta dùng một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho hai con và hai gia đình, và kính chúc cho hai con luôn được sống như là lời cam kết mà các con đã lãnh nhận ngày hôm nay, sống chung thủy vẹn tròn với nhau, và hãy luôn luôn mình là người công giáo, và để giữ được mái ấm gia đình hạnh phúc và giữ được lời cam kết đó, hãy cậy nhờ ơn Chúa ngang qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, tức là siêng năng đi tham dự các thánh lễ, rồi cậy nhờ ơn Mẹ ngang qua lời kinh kính mừng, vợ chồng biết dành thời gian đến với Chúa nơi các thánh lễ, và buổi tối dành ra 5-7 phút để cùng nhau lần hạt với nhau, thì chắc chắn là gia đình sẽ được hạnh phúc bền lâu và sẽ được nhiều ơn Chúa. Cầu chúc cho hai gia đình luôn luôn được sống mà yên vui, và nhất là trở nên những chỗ dựa tinh thần cho các con những ngày đầu, những năm đầu của đời sống gia đình. Bởi vì đời sống gia đình sẽ gặp nhiều những khó khăn, vì thế cha mẹ là những chỗ dựa để nâng đỡ, để giúp các con ngày một sống hạnh phúc và sống đầm ấm hơn. Một lần nữa cầu chúc cho hai gia đình được ơn Chúa tràn ngập trong ngày đại hạnh phúc này. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở, và chim hót vang vang bên hè.
Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy nói với tôi để được nghe tiếng thơm ngọt ngào. Tình yêu đó đã biến hồn tôi, để từ nay hiến thân vì người. Bạn tình ơi, đây mùa hạnh phúc, để Thiên Chúa thương ban ơn trời. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì mùa đông đã phai tàn rồi. Mùa xuân đến, gió mới vừa sang, mưa dứt tiếng, lá hoa ngập tràn. Bạn tình ơi, đây mùa hoa nở, và chim hót vang vang bên hè. Bạn tình ơi, hãy đến bên tôi, vì hoa yêu đã khai nhụy rồi. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy. Để tình yêu được chúc phúc. Hãy đến bên tôi, hãy đến bên tôi, để tình yêu được tràn đầy, để tình yêu được tràn đầy.